Chào anh em nha, thêm một con lút siêu đẹp nữa, 95%. Thì chiếc này số khung của nó là 207760 ha. Máy rất là đẹp. Một cuốn ở đây. Mình quay về cho mọi người xem dễ hơn. Nó mới chốc sơ sơ rồi nha. Máy khoảng 200 mấy giờ thôi, 200 mấy 300 giờ thôi. Máy G số giờ nó tăng cao tại vì nó đa số là nó phải chạy ra nó bơm ra lại, bơm ra đầu đường á. Thực ra nó gặt thì nó gặt, nếu tính ra độ hao mòn thì rất là thấp ha. Dàn chân của nó đây nè, chưa chốc sơ luôn ha, bánh sau cũng vậy. Đây, quay cho mọi người dễ mường tượng, máy này có sẵn nha. Người tới lựa thôi. DC-70G Plus, 70G nha. Em kiếm cũng khó lắm mà được mấy chiếc này. Nó đèn. Này nó câu điện gì á, để gì mình làm lại. Cái camera nó bị đứng, không biết từ lúc nào không quay lại cái động cơ ha. Quên quay số động cơ cho mọi người xem nữa. Cớp nó bị gãy cái chốt đó, cho nên khó mở quá. Mình quay lại đây thôi. Thời giờ xíu nha. Giờ đây thì mới tin rồi. Đảm bảo cho mọi người luôn á. Vậy là xong chiếc Plus này ha. Chiếc Plus đẹp. Rồi bây giờ mình giới thiệu sơ lược cái kho máy của mình hiện có ha. Thì máy lúc nào cũng đầy như thế này thôi. Đây, mời mọi người xem. Mình để lên cao, quay cao hơn xíu cho dễ nhìn ha. Đây quay ở cận cảnh ở phía dưới ha, cho mọi người dễ nhìn xíu, mình sẽ quay chậm. Thì máy mình chủ yếu là DC-70 là nhiều nhất ha. Rồi kế đó là một số máy 70G hoặc là 105x đây mình cũng có luôn ha. 105x thì hàm nó là lọt lòng 2m7 nha, phụ bị 3m1 ha. 105 thì còn khoảng 2 chiếc thôi, bữa mình có 4 chiếc mà đi ra động bớt rồi. Đây cũng có 105 nữa đây. Rồi mọi người muốn xài máy 95 thì vẫn có nha. Đây là máy DC-95 còn nguyên cái bồn luôn. Những cái máy mà 80% thì mình hay để phía dưới đây hoặc là phía bên đó ha, để sắp đại vậy đó, mọi người có thể lựa. Còn những máy 95% là những cái máy như thế này. Đây là những máy DC-70G Plus 95%, bữa mình mới lấy về luôn. Bồn của người vừa chóc, chỉ chóc hết nước sơn nữa nha mọi người, nhưng còn rất là mới. Đây, đây cũng hàng 95% nữa. Để mình đi một vòng ra phía sau ha. Rồi quay sơ lược, bây giờ ra sao quay máy cài tiếp nha mọi người. Rồi đối với máy cài thì phía sau này thì cũng có để khá nhiều, gồm có 3608, 4708, với 4508, 5018, 5040. Quay tiếp. Đây là phía trước á, để như cũ mình để như cái máy mà đầy đủ đồ ngoài đây á, mọi người 4018 hay 5018 vậy đó. Mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha, thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết, về bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang làm bộ. Với hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm tùy theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng, những máy đây làm miễn phí hết nha. Đấy, hai container chứ của máy gạch và điện hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình đó, muốn tham khảo về máy móc đó, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất đó, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Đây là phía trước công ty mình nha. Địa chỉ của mình là gì trên đó đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là trục đường quốc lộ 53. Ở phía xa kia là có tòa nhà là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha. đường cầu Me lớn. Kho máy mình để phía sau đó nha, máy cài đây trước.